Ca nghi nhiễm nCoV tử vong là người bán bánh mì ở Gò Vấp. Ca nghi nhiễm nCoV vừa tử vong được xác định là người bán bánh mì trong một con hẻm trên đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chiều 8 tháng 6, trao đổi với Dinh, bác sĩ Nguyễn Đức Bảo, trưởng phòng kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế quận Gò Vấp cho biết ca nghi nhiễm nCoV tử vong sáng nay là người bán bánh mì, ngụ tại hẻm trên đường Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp. Theo điều tra ban đầu của ngành y tế, trường hợp tử vong là nữ, 57 tuổi. Bệnh nhân được người nhà đưa vào bệnh viện Gò Vấp trưa 7 tháng 6 và phát hiện dương tính SARS-CoV-2 qua khám sàng lọc. Khi nhập viện, bệnh nhân có diễn tiến lâm sàng nặng nhanh, trải qua một lần ngưng tim tại bệnh viện Gò Vấp trên nền có bệnh lý tiểu đường và cao huyết áp. Đêm 7 tháng 6, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới để điều trị do diễn tiến nặng, tuy nhiên, người này tử vong trên đường chuyển viện. Chồng của nữ bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và đã được đưa đi cách ly tập trung điều trị. Điều tra dịch tễ ban đầu tại nơi bệnh nhân sinh sống, bác sĩ Bảo cho biết đây là hẻm có nhiều người theo đạo sinh sống. Nữ bệnh nhân cùng chồng có giao lưu thường xuyên với hàng xóm. Ngày 8 tháng 6, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa con hẻm và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đối với người ở trong hẻm và khu vực xung quanh. Hiện ngành y tế chưa xác định được nguồn lây nhiễm của ca này và đang tích cực truy vết. Trước đó, đêm ngày 29 tháng 5, ngành y tế đã thực hiện lấy mẫu toàn bộ 50.000 người dân phường 15 quận Gò Vấp sau khi phát hiện 5 mẫu gộp có kết quả nghi nhiễm nCoV. Tuy nhiên, thời điểm đó lực lượng chức năng chưa phát hiện ca nghi nhiễm kể trên. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 tử vong đầu tiên là BN5463, con gái của bà chủ quán bánh Cana Thành ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Bệnh nhân 5463 có cơ địa tăng huyết áp, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối, đã lọc màng bụng 6 năm nay. Người phụ nữ này bị viêm phổi nặng, diễn tiến hô hấp ngày càng xấu, sốc nhiễm trùng kém đáp ứng vận mạch liều cao và tử vong ngày 2 tháng 6.